Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com À, hà KK Sợ chỗ này của em Ô ô, thật thoải mái À, phía trước Phía trước khó chịu quá Làm sao bây giờ Tự mình sợ à Đột nhiên nam nhân cười xấu xa đáp Thế nhưng Em sẽ không Bị kích thích đến phát khóc thanh âm của thiếu niên hàm chứa điểm ủy khuất cùng nông nóng. Ngay cả việc tự an ủi cũng chưa từng làm qua sao. Tự mình lộng. Không được. Dường như nó càng ngày càng trướng. Muốn ca ca. Sáp vào phía sau của em. Làm em đến bắn ra sao? Tiên nhi. Thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên, sau đó chính là luật động mãnh liệt cùng với tiếng thở dốc hỗn loạn mà dâm mỹ của hai người, trong nháy mắt cả hai đều rơi vào một hồi tình ái thiên hôn địa ám ta, lại bắn. Buổi sáng vừa thức dậy điều đầu tiên mà đoàn nghị quân nhìn thấy chính là chăn nệm của mình đều bị dính bẩn, còn có dấu vết khả nghi ở phía trên nữa. Vật đằng trước của mình đã sớm mềm xuống, thế nhưng lỗ nhỏ ở phía sau thật giống như vẫn còn mang theo dư vị của giấc mơ tối hôm qua, nó đã chảy ra không ít nước, hiện tại vẫn còn cảm giác hơi ngư ngứa. Bản thân cũng không dám tự cắm ngón tay vào, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể nhanh chóng vọt vào phòng tắm mà thôi không biết đây đã là lần thứ mấy mình mơ thấy loại giấc mơ này rồi thật sự là rất xấu hổ nha đoàn nghị quân một bên ngâm mình trong bồn tắm một bên đỏ mặt suy nghĩ quan trọng nhất chính là cách xưng hô ca ca ở trong giấc mơ kia tuy rằng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nam nhân thế nhưng cậu lại nhớ rất rõ cách xưng hô kia chính là một câu ca ca mang theo tiếng khóc nức nở còn có người đó ở bên tai mình kêu tiên nhi chỉ mới nhớ tới đây thôi suýt nữa đã khiến đoàn nghị quân cương lên rồi không được nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cậu phải làm sao đây muốn cậu đối mặt với người kia như thế nào đây a à? chẳng lẽ đến khi nhìn thấy người đó cậu cũng không thể nói chuyện tự nhiên với người ta được nữa sao mặc dù là nghĩ như thế nhưng đoàn nghị quân vẫn tắm rửa rất nhanh sau đó lập tức chạy đi mở máy tính lên hôm nay là cuối tuần a à? không biết anh có ở nhà không cũng không biết anh có bận rộn việc gì không a à, vừa mới đăng nhập vào trò chơi, cậu liền phát hiện cư nhiên lại có rất nhiều người đang treo máy. Đoàn nghị quân tìm kiếm trong danh sách bạn bè một chút, quả nhiên đã tìm thấy anh, nhất thời trong lòng dân lên một trận kích động, gần như không chút suy nghĩ liền gửi tin nhắn qua, ma dực. Sao đột nhiên em lại lâu ô út vậy? Có phải thân thể cảm thấy khó chịu không, ma dực? Vẫn còn ở đây sao? Người đâu rồi, nhất thời trong ngực đoàn nghị quân tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Đồng thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, anh ấy rất lo lắng cho mình. Thật vui vẻ, thế nhưng phải nói với anh ấy như thế nào đây? Bởi vì lần trước lỡ xem phải một tác phẩm có nội dung không mấy lành mạnh, kết quả cậu lại thực sự chạy lên tao bao, trang web bán hàng trực tuyến bên Trung Quốc, mua một món đồ này nọ, khiến toi. tối hôm qua sau khi dùng xong cúc hoa của cậu vẫn còn rất ngứa mới dẫn đến tình trạng cậu phải sớm bò lên giường mà chịu dằn có cả đêm, lại còn mơ thấy giấc mộng kia. Có thể nói ra loại lý do này với anh được sao, thiên hạ tầm tiên. Em lên rồi đây, không có việc gì đâu ca ca. Ma dực. Đã lên rồi sao? Không có việc gì thì tốt rồi, lúc này bên phía công hội cũng đang bắt đầu sôi nổi lên, tường giác sổ chi cúc. Ấy già, tiên nhi lên rồi hả? mau nói xem sao đột nhiên em lại lâu ô gúc vậy, đã làm chuyện tốt gì rồi nha, điên cúc đảo huyệt. Đúng vậy đúng vậy, tối qua ma ca ca nhà em đã rất lo lắng cho em đó nha, dư đoạn thiên hạ. Tối hôm qua dưới cơn nóng giận đại thần đã tuyệt sát toàn bộ người của tám hội đồng minh, chật chật, cái kiểu ý mạnh kia thật khiến cho người khác bội phục mà. Tiên nhi hôm nay em coi coi nên lo liệu như thế nào đi, điên cúc đảo huyệt. Đúng nha, tiên nhi ca ca sinh khí. Coi chừng bị ăn tươi nuốt sống, luôn đó nha, ma dực. Được rồi, mọi người đừng khi dễ tiên nhi, trên ID ma dực đột nhiên xuất hiện một đống chim sẻ, mọi người lần thứ hai nổ tung rồi, điên cúc đảo huyệt. A à a, à, đại thần tới rồi a, à, thiên hạ tầm tiên. Ca, xin lỗi, ma dực. Không sao, tường giác sổ chi cúc. Chói mù mắt rồi, ma dực. Tiên nhi, để anh dẫn em đi luyện cấp, thiên hạ tầm tiên. Dạ, thế là trên màn hình biến thành cảnh tượng một tiểu thái điểu, chỉ người mới chơi, hay còn gọi là gà mờ, bạch y phiêu phiêu đi theo sau mong một đại thần trang bị cấp cao, vui vẻ chạy đi luyện cấp. Lưu lại đằng sau là một nhóm người với hai hàng máu mũi chảy dài trên mặt, thấy bản thân cọ cọ điểm kinh nghiệm rồi được thăng cấp, trong lòng đoàn nghị quân tràn đầy vui mừng mà nhảy nhót, thiên hạ tầm tiên. Đại thần thật là lợi hại, ma dực chỉ trả lời cậu bằng một cái mỉm cười đầy cưng chiều, anh cũng không có nói thêm gì nữa sau đó hai người chuyên tâm cày phó bản. Nhìn kỹ năng hoa lệ, đại thần với trang bị hạng nhất trên màn hình, tự như có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh đằng sau chiếc máy vi tính kia, không biết trên mặt anh sẽ có loại biểu tình gì đây, bất quá nhất định là thao tác trên tay rất đẹp đi. Độ linh hoạt thế này khẳng định là những tiểu thái điểu cỡ cậu theo không kịp rồi liền nhớ tới giấc mơ tối qua, trong chớp mắt gương mặt trước máy vi tính của đoàn nghị quân trở nên nóng rực, cũng bởi vì cứ mãi suy nghĩ đến chuyện kia, động tác trên tay cậu cũng theo đó mà chậm đi một ít, may là tinh thần tỉnh táo lại đúng lúc, thật may mắn vì đại thần không thấy bộ dáng bây giờ của mình nha. Không thôi khẳng định là sẽ mất mặt muốn chết luôn, ma dực. Có phải em cảm thấy mệt rồi không? Tiên nhi nên đi ăn cơm đi, buổi chiều lại chơi tiếp thiên hạ tầm tiên. Ừm, dạ. Ca ca, em đi nấu cơm đây. Bái bai, ma dực. Từ bái bai thoát khỏi trò chơi, trong lòng đoàn nghị quân vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, bởi vì nãy giờ được nói chuyện với anh lâu như vậy làm cậu cảm thấy thật hưng phấn. Mỗi lần nhớ đến liền nhìn không được mà cảm khái bản thân mình đã quá may mắn. Kỳ thực trước đây lúc bắt đầu chơi trò này, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì ma dực, lúc đó thấy bạn học của mình chơi, chứng kiến bọn họ bị đại thần với động tác linh hoạt cùng kỹ năng hoa lệ dết sạch chỉ trong vài giây, nếu không phải do sợ bản thân sẽ bị bạn bè đánh thực sự là cậu rất muốn không kiên nể gì mà tán thưởng đối phương một phen đến khi chính mình len lén đăng ký một nhân vật để chơi chỉ vì muốn có thể tiếp cận với đại thần gần hơn một chút thế nhưng làm sao cũng không ngờ tới vận may lại nhanh đến với mình như vậy mình thấy tên trong trò chơi của các nhân vật trong truyện giữ nguyên theo hán việt thì sẽ hay hơn do đó mình chỉ dịch nghĩa của từng tên ở dưới này thôi ma dực đôi cánh thần kỳ thiên hạ tầm tiên tìm kiếm thần tiên trong thiên hạ tường giác sổ chi cúc Ngồi góc tường đến cúc hoa, cái tên khá là dễ thương hé. Dư đoạn thiên hạ. Dư leo cắt ngang thiên hạ, tên này bị khỏi nói. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.